Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 31 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, chính tài chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Tý trên phương diện tài lộc dù đang làm công việc gì đi chăng nữa bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra bạn là người chăm chỉ và cẩn thận tuy nhiên bạn lại quá dễ dàng thỏa mãn với thực tại hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng hướng đến đừng nên để người khác có cơ hội vượt qua mình trong ngày hôm nay bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm bàn giấy bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của buồn mạng có cuộc ra đi ngắn hoặc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như về tình cảm. Nếu nhóm bạn hoặc thảo luận không nên cố chấp ý kiến của mình dễ gây ra sự bất hòa mất lòng và cũng không nên tin cẩn một cách quá đáng về những ý kiến của người khác. Coi chừng chỉ là tin đồn, sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp chưa đến. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của buồn mạng Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại. Ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan, giải quyết. Ngày thuận lợi cho việc mua sắm, tổ chức gặp mặt, gặp gỡ. Có nhiều sự gặp gỡ trong ngày. Tránh tranh cãi. Tử vi tuổi mậu tý Thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ, hoặc nhận tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Có tin vui sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính cần phải có sự khéo léo để giải quyết tránh sự bất hòa hoặc nghe được tin buồn của thân nhân bè bạn nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng đề phòng trong những công việc có tính quan trọng hãy làm vì uy tín danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, ngày tuổi của buồn mạng, nên cẩn trọng đề phòng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, công việc của người tuổi sửu tiến triển suôn sẻ một phần là nhờ có tam hội phù trợ. Ai cũng cảm thấy tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý mọi vấn đề. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới và cùng gặt hái thành quả trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp, hãy nhớ rằng tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Tất cả sự mong cầu về tình cảm đính ước, hẹn ước đều không nên có tin buồn ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả chuyện vui chơi khách khứa họp bạn đình đám nên có sự giới hạn dễ gây ra chuyện không như ý nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc tin tức mới ngày thuận lợi cho tiệc tùng đình đám hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin xa nên cẩn trọng về vấn đề đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác phải biết chia sẻ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc tốt Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên hấp tấp vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm tài lộc tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Chuyện tiền bạc là việc rất hệ trọng, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi tiến hành ngày có sự tu bổ sửa chữa trang trí đồ đạc vật dụng sự chờ đợi bè bạn thân nhân hoặc tin tức còn chậm vì có trở ngại ở xa nếu là công việc thì có nhiều đổi thay khiến cho những dự tính của mình không phù hợp phải bỏ dở phá ngang ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm tử vi tuổi dần người tuổi dần kiêu ngạo không muốn nghe theo ý kiến của người khác vì cho rằng mình tài giỏi dưới tác động của thiên quan bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp thậm chí là cấp trên bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn bạn cũng không thể giải quyết tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình hãy học cách khiêm tốn lắng nghe và hợp tác với mọi người để cùng phát triển trái lại trong chuyện tình cảm con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, không nên chứa chấp người lạ trong nhà, nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hiểu lầm, bị trách oán, sai hẹn, bội ước. Sự mong cầu về tin tức khó đến, nên kiên nhẫn chờ đợi đừng nản trí khi công việc này sinh quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bề bộn và lo âu, tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo có tin xấu, không nên đi xa hoặc sử dụng phương tiện xe cộ máy móc, di chuyển không tốt cho việc cầu hôn ký kết hùn hạp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình thì nên cẩn trọng cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ nhưng không nên kéo dài ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn không nên bỏ ngang nhất là những việc đã có hứa hẹn gặp gỡ giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn mất thì giờ tuy nhiên cũng có tiền bạc tài lộc có sự gặp gỡ bè bạn người thân hoặc có tin có cuộc đi ngắn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi việc giao thiệp gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý hoặc chỉ là chuyện vui chơi không có lợi nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong đừng e ngại sự va chạm có tài lộc nhưng nếu là người nữ thì phải chậm rãi chờ đợi tin tức mới trong công danh tài lộc tình cảm trước khó sau dễ cẩn trọng về sức khỏe tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa rắc rối dính líu đến nhiều người nhiều việc ngày gặp nhiều áp lực bận rộn lo âu sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi chờ đợi vào một ngày khác tử vi tuổi mão cục diện tương hình khiến người tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác bạn đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan nếu không cẩn thận bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác gây hối tiếc trong tương lai bên cạnh đó nếu muốn góp ý với người khác theo tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh cũng không nên cân nhắc lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe như vậy thì việc giao tiếp mới có hiệu quả may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn vì vậy nếu đang chăn trở vấn đề gì bạn không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không nên tin vào sự dự tính của mình đã được định trước rất dễ gặp sự sai hẹn rời hẹn phải chú tính cho mình thêm nhiều phương hướng khác vì sự việc sẽ đến hoàn toàn khác tuy nhiên không phải là điểm xấu ngày có nhiều sự hội ngộ hội họp bàn tán đình đám có tin xa nếu dự tính về đi xa hay di chuyển ngày này nên có sự tu bổ chỉnh đốn sửa chữa mua sắm trước về phương tiện xe cộ máy móc đồ đạc tài lộc bình thường tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày có sự thuận lợi về ra đi, thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám. Có tin vui ở xa, gặp lại người xưa, có quý nhân giúp đỡ hoặc được quà cắp, lộc ăn. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có tài lộc ăn uống quà tặng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc sự việc như thế nào thì đón nhận như thế ấy không nên tự mình nêu ra những ý tưởng mới mà hãy hành động như những việc xưa cũ đã làm thì có kết quả có thân nhân bè bạn đến có cuộc vui nhỏ điều tốt sẽ tự nhiên đến hoặc có tin tốt ở xa hoặc có người đem lại điểm tốt cho mình ngày của sự đáo hạn định kỳ giải trừ những gánh nặng âu lo tài lộc tốt tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin có lộc hoặc có tin vui về tâm tình di chuyển nhiều tin tức tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc nhà có đám tiệc ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm tài lộc dễ hao nếu có của hoạnh tài phần lớn là được ăn uống quà tặng tử vi tuổi thìn tam hợp giúp sức, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính cả thèm chóng chán, nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú. Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Mộc khắc thổ cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn không nên nóng nảy mà cần lắng nghe đối phương giải thích đừng vội tin theo lời bàn gia tán vào của người ngoài. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Không nên e sợ chuyện mít lòng, phiền lòng, cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Tài lộc còn chậm, ngày có nhiều tin tức hoặc chỉ để bàn thảo. Không nên tiến hành, quyết định sẽ gặp nhiều chống đối, bất mãn. Cẩn trọng khi sử dụng dồ đạc vật liệu, xe cộ có sự hư hại, hoặc cần phải tu bổ sửa chữa. Giới hạn trong việc di chuyển. Có tin buồn hoặc trái với dự tính tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan không nên nản trí và cũng không nên đương đầu trong cách giải quyết ngày có lợi cho sự đáo hạn hẹn ước định kỳ tiệc tùng đình đám có tin xa hao tốn về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong tâm tình bất an sức khỏe không tốt gặp lại người xưa chuyện cũ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin tức ở xa ngày không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn không có lợi ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt việc làm không có kết quả tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý phật lòng hoặc gặp rủi ro tai nạn tin xấu nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng thất bại Tuy nhiên cũng có tin xa, có tài lộc hoặc quả cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được mời ăn uống. Tử vi tuổi tỵ Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi tỵ với đầu óc tỉnh táo và phản ứng nhanh nhẹn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Thậm chí bạn có thể khiến những kẻ ghét mình phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Song con giáp này cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Hôm nay con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên trần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành nếu có sự đề nghị hồn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc có tin tức tốt về làm ăn trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng, và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi công danh, việc làm không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi ngọ người tuổi ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày do chịu tác động của cục diện tí ngọ tương xung mỗi khi gặp mâu thuẫn bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động bộc phát mà không suy nghĩ cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh thậm chí là nịnh nọt mình tuy vậy bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực mãn là ngày thích hợp để thực hiện các hoạt động như cầu tài cầu phúc hoặc tế tử vì vậy nếu đã lên kế hoạch làm những việc ấy thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay sẽ gặp nhiều thuận lợi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng không nên tiến hành, giao dịch những công việc lớn, sẽ gặp điều không may. Ngày có nhiều biến chuyển không thuận lợi dễ dàng trong việc giải quyết. Giới hạn việc di chuyển đi xa, sử dụng phương tiện máy móc. Ngày chỉ có những tin tức không tốt, hoặc tin tức không đến, chậm chạp. Không nên tranh cãi, bất hòa chỉ làm thêm rối ren, dễ bị hàm oan, thị phi. Tài lộc kém, tình cảm không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Có người bất đồng ý kiến với mình, nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ, có cuộc vui. Ngày xung của bổn mạng, nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện tránh chuyện thị phi tranh cãi nên hòa hoãn nhường nhịn sức khỏe không tốt có tin buồn không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cản trở gặp khó khăn chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục nên bình tĩnh để giải quyết nên cẩn trọng dễ có sự hư hại trắc trở nhưng vẫn có kết quả có người bất đồng ý kiến với mình có sự gặp gỡ người thân bè bạn hoặc có tin tức hao tốn về giao thiệp giải trí Tử vi tuổi mùi. Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người dở trò sau lưng mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay bản mệnh nên đi về phía nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây để gặp tài thần đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngày có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ tài lộc tốt đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Có hỷ sự, tin vui nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt, ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp mặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày có hỷ sự, tin vui, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi thân. Hôm nay người tuổi thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Bạn luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho phù hợp. Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ càng thêm phần gắn bó. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay là ngày 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa tranh cãi cẩn trọng khi đi đứng di chuyển có rủi ro mọi dự tính chưa có thể tiến hành nên chờ đợi có tin buồn tài lộc chậm chưa đến tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại di chuyển có rủi ro hoặc có tin buồn về việc làm cũng nên cẩn trọng không nên hấp tấp vội vàng dễ xảy ra những chuyện không vừa ý chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro hoặc bị chơi xấu tranh cãi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro hoặc bị chơi xấu tranh cãi có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Nên thử thời vận. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi dậu người tuổi dậu phải đối đầu với cục diện tương phá do đó bạn tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay nếu không chú ý rất có thể bạn sẽ trở nên bối rối khi giải quyết những những trở ngại bất ngờ bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người bởi điểm báo hôm nay có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện tuy nhiên dù có ở trong trường hợp xấu nhất bản mệnh cũng nên bình tĩnh bởi mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết cả thôi bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc đừng giấu mọi việc trong lòng đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau mà còn là cơ hội để hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đã có sự hẹn ước giao kết thì phải tiến hành cho trọn vẹn có sự chậm trễ chút ít về thời gian gia đạo có tin vui hoặc có người đi xa gặp lại người xưa ngày thuận lợi cho đình đám tế lễ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi tuất Mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn tỷ kiên cho thấy ưu điểm của bạn là làm việc chắc chắn không lùi bước trước khó khăn nếu biết phát huy những mặt tính cách này bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa ngày xấu mọi công việc đều không nên tiến hành nếu công việc đang trôi chảy thì sẽ gặp chuyện bất chắc trở lực hoặc có tin tức không tốt cho công việc làm ăn đề phòng tiểu nhân chơi xấu nội bộ có sự tranh cãi bất hòa sự mong cầu về tiền bạc không tốt còn ở xa đề phòng rủi ro tai nạn bệnh tật gia đạo bất an tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên chăm chú vào những công việc hiện tại có tính cách riêng tư không nên bàn gia tán vào những chuyện không hay của người khác dễ làm ơn mắc oán nếu có ý định thay đổi công việc hoặc đang gặp trở ngại cũng không nên quyết định nhanh chóng ngày có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc tiền bạc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ đi xa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không tốt nếu không phải là những việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi sự giao thiệp gặp gỡ trong ngày chỉ nhận được những tin buồn hoặc mình gặp rủi ro buồn phiền đau yếu ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin tử vi tuổi hợi tam hội nâng đỡ người tuổi hợi với bản tính thật thà tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ động viên của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn may mắn hơn bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước đồng thời giải quyết rứt điểm vấn đề ở hiện tại tuy nhiên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn tập thể dục thể thao là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính không nên e ngại sự chậm chạp chậm trễ vẫn có kết quả tốt ngày có sự gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám cuộc vui có người ở xa trở về hoặc có tin của họ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự. Tài lộc tốt, tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi, khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít. Có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại